Xin chào tất cả mọi người cùng quay lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu và Thùy Vi sẽ phân tích cho mọi người một số cái tiềm năng sinh lời của cái dự án Dây Gai Nhà Bè. Một số các thông tin về cái dự án thì chị Vi chắc đã nắm rõ rồi, thì cho em hỏi sơ qua chị Vi một tí xíu, thì cái dự án Dây Gai Nhà Bè đó chị Vi mở bán bao lâu rồi, và trong cái đợt mở bán đợt đầu thì khách hàng chọn lựa dự án thì số lượng nhiều và khách hàng mua hay không, và tới đến bây giờ thì những cái khách hàng mua, cái khách hàng mua của dự án Dây Ghép á thì có sinh lời và có được là cái mức lời mà họ kỳ vọng hay không? Thì cái giai đoạn đầu tiên của dự án Dây Ghép Nhà Bè cách đây là hơn 2 năm, thì lần đầu tiên là chủ đầu tư sẽ ra mắt là khoảng 300 mấy căn, nhưng mà thật sự mà để mà trong cái dự án nó mở bán thì là nó không được 200 căn luôn. Dạ. Yeah. Cho nên nhưng mà cái booking của dự án là lên tới 5.000 booking rồi, cho nên là cái giai đoạn đầu tiên mà nó bán là thật sự là để có được một căn trong cái dự án đó là khách hàng phải là có một cái tỷ lệ booking khá là cao. Ví dụ như là một người muốn mua khoảng được một căn á là nhiều khi họ phải book tới là 10 booking. Dạ. Mà số tiền để booking cho một căn trong giai đoạn đầu khá là cao. Ví dụ như shop house thì tới 50 triệu xuất phim đó. Dạ. Quá tuyệt vời chị Vi. Giống như là một cái tỷ lệ gọi là thi đại học của chị Vi hả? Để đạt được một cái sản phẩm thì khách hàng phải book đến 10 đến 10 mấy cái booking. Và có nhiều người book rất là nhiều booking nhưng mà không chọn được căn nào. Nhưng mà có nhiều người thì rất là hên, chỉ cần một booking thì họ lại chọn được một căn sản phẩm tại dự án Dây Gai như ý. Thì hôm nay Phước Sửu và Thùy Vi sẽ là phân tích rõ hơn, chi tiết hơn, cho mọi người nắm rõ được cái tiềm năng sinh lời và cái khả năng sinh lời và những cái ưu và nhược điểm của cái shop house dự án CS Nhà Bè. Thì chị Thúy Vi biết sơ qua về shop house của dự án CS Nhà Bè thì với diện tích bao nhiêu và nó nằm tại vị trí đường nào hay không? Shop house của Dây Gai Nhà Bè thì là nó có mặt tiền là Nguyễn Hữu Thọ, nhưng mà có một cái đối với những cái dự án trên nó khác biệt so với những dự án trước của trên đường Nguyễn Hữu Thọ, tức là không có sẽ những cái shop can shop house của những dự án kia là nó sẽ sát cái mặt tiền, do đó nó sẽ không có cái chỗ đậu xe hơi. Trong khi là cái dự án này của mình là mình đã chừa khoảng là từ mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ nó có một cái hàng cây, sau đó là một cái đường nội bộ. Yeah. Cho nên là những cái shop house này của mình á là rất là có khả năng kinh doanh rất là cao vì nó có cái chỗ đậu xe hơi. Dạ, yeah, như chị Vy thân phân tích thì rất là tuyệt vời. Ngoài con đường Nguyễn Hữu Thọ rộng khoảng 60m thì sẽ có một con đường 10m nữa để cho quý cư dân và quý anh chị mua sắm shop house của CS Nhà Bè sẽ có cái thể là lui tới dễ dàng và có thể có cái nơi là cái không gian dừng xe để làm mua sắm ha. Buôn bán là tốt. Dạ, chi tiết với quý anh chị cái diện tích của cái dự án shop house của dự án CS Nhà Bè với diện tích đó là 7x17, được thiết kế xây dựng là 1 trệt 3 lầu sân thượng chị Vi. Với cái diện tích này thì kinh doanh rất là thuận tiện và được lắp đặt thang máy đó chị. Thì khi mà quý anh chị mà sở hữu cái vị trí này đó thì mình có thể là vừa ở vừa cho thuê, mình cho thuê hoặc mình kinh doanh buôn bán ở tầng 1, tầng 2, còn lại thì mình ở tầng 3 và tầng sân thượng. Nên rất là hấp dẫn và cảm giác như là mình vừa kết hợp được cả vừa ở vừa kinh doanh chị Vi ha. Thì nhắc đến shop house thì nhắc đến rất là nhiều cái cửa hàng tiện lợi, nhất là nhiều cái shop thời trang. Thì theo như chị Vi á, sau khi á mà dự án này sẽ hình thành và đưa vào hoạt động thì chị Vi có nghĩ đây là một cái tiềm năng kinh doanh buôn bán tại cái dọc đường Nguyễn Hữu Thọ hay không? Đây là một cái dự đường Nguyễn Hữu Thọ thì là một cái tâm điểm của Phương Nam. Yeah. Nhưng mà cái dự án này á là một cái dự án nằm trong 10 cái dự án gọi là đỉnh của Sài Gòn của mình. Yeah. Đó là nó ví dụ như là một cái thiên đường ở Phương Nam luôn. Yeah. Đó. Cho nên là nó sẽ là một cái tâm điểm cực kỳ là nổi trong thời gian tới. Ví dụ như là mình nghĩ là nếu như trong giai đoạn này á thì tuy là so với cái lúc mở bán thì cũng là trên rất nhiều, nhưng mà nghĩ sau này nó sẽ còn trên nhiều hơn nữa. Yeah.
so với mặt bằng giá chung của khu vực giống như dự án La Villa, Nai Sao hay là của Phú Long, và đặc biệt là so sánh với Phú Mỹ Hưng thì mức giá lại còn rất là thấp không chị? Và hiện tại thì đến thời điểm bây giờ thì những cái người mà sở hữu shop house của GS Nhà Bè đó chị, thì chỉ mới thanh toán có 30% thôi, còn lại thanh toán chậm 70% đến lúc nhận nhà là khoảng đầu năm sau 2023. Thì chẳng khác này nào nói đây là một cái con gà đẻ trứng vàng đối với những cái người mà chọn lựa mua shop house thời điểm bây giờ. Và nói đến cái pháp lý đi chị Vy, thì rất là tuyệt, ở đây pháp lý đó là một cái hợp đồng mà là sang tên trực tiếp cho chủ đầu tư. Và bây giờ là chị khách hàng mà mua cái sản phẩm này á, thì có thể sang tên trực tiếp ngay với chủ đầu tư liền luôn, và mình cầm một cái hợp đồng ở hãng hoai và đứng tên mình làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, nên nó là pháp lý hoàn toàn là an tâm. Và ở đây là chủ đầu tư đã có xin giấy phép xây dựng từng căn, và một số căn bây giờ là đã cất nóc, như Phước Sự đang bay lại cam để cho mọi người thấy đó, là cái công là mới nhất, là cái tiến độ mới nhất của giảng thì rất là lên rất là nhanh, mặc dù tình dịch xảy ra đó. Chị TV có thể là cho mọi người biết đến được á, là cái từ cái shop house CF này nè, của Zegen này nè, thì kết nối đến những khu vực như thế nào, và khi mà mình đi qua cái shop house mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ thì mình sẽ tới những dự án nào, những nơi nào, và có việc kết nối có thuận tiện hay không, thì chị Thùy Vy có thể review đánh giá lại cho mọi người nắm rõ một tí xíu về cái shop house này. Dự án shop house, nguyên cái dự án 01.1 của Zegen Nhà Bè thì là 17.9 hecta không sổ. Thì mình đánh giá rất là cao cái dự án này, bởi vì dự án này nó nằm bên cạnh rất là nhiều dự án nổi tiếng như là La Villa Kiến Án, rồi Nai Sao của Vinan Capital. Ngoài ra thì nguyên một cái mặt cái con đường Nguyễn Hữu Thọ có rất nhiều dự án của các chủ đầu tư lớn như Phú Mỹ Hưng, và mình lại có thể là rất là nhanh để mình kết nối trực tiếp với Phú Mỹ Hưng nữa. Rồi ngoài ra thì những anh chị nào mà đang hiện tại đang làm việc tại cô đang bị cảnh địa phương có thì cũng có sử dụng, cũng có thể lựa chọn cái khu vực này để mà mình làm việc sinh sống ở đây, nó rất là gần. Rồi sắp tới còn rẻ không chị? Và sắp tới một cái tâm điểm kết nối đó là cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành ở Dì Vy, nó kế bên cái dự án luôn Dì Vy ạ. Thì hồi đó mình khi mà quý anh chị mình sở hữu cái vị trí shop house này rồi là kinh doanh bán rất là thành bước, và đồng thời quý anh chị có thể là di chuyển rất là gần, đi xuống sân bay Long Thành tầm khoảng chỉ 25-30 phút thôi. Phút sự nó đến cái cao tốc Bến Lức Long Thành. Bến Lức Long Thành thì nó cũng nhớ đến cái chuyện là trước giờ thì các anh chị mình đã biết đến đường Nguyễn Hữu Thọ thì là cũng có một cái quan ngại là do là cái lượng xe container nó chạy vô trong đường khá là nhiều. Khi mà cái cao tốc Bến Lức Long Thành này người ta kết nối rồi á, thì cái lượng cái xe container chủ yếu là chính cảng đúng không, người ta sẽ không đi vào đường Nguyễn Hữu Thọ nữa, người ta sẽ đi một cái con đường khác. Cảm ơn chị Vy đã phân tích cái điểm này rất là hay. Thì sắp tới thì cái tuyến hầm chui Nguyễn Hữu Thọ Văn Linh chuẩn bị đưa vào đốt nhà đầu tiên và thông xe. Như vậy là cái nút thắt giao thông tại quận 7 và Nhà Bè nó đang gỡ ra, và tình trạng kẹt xe sẽ không bao giờ còn nữa. Và cái thứ nhì nữa là Nhà Bè tâm điểm sắp tới sẽ lên thành phố chị, hoặc là lên quận ha, không phải là huyện nữa. Thành thử vậy á, là Nhà Bè là một cái tâm điểm rất là tốt để cho quý anh chị là đầu tư đến và kết nối rất là gần. Sau khi hình thành thì tất cả những cái xe container họ sẽ đi vào cái đường vành đai 4. Cái đường vành đai 4 là con đường nó kết nối từ dưới cảng Hiệp Phước lên hướng Đức Hòa, Đức Huệ, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu là cái điểm cuối. Thì sau những cái tuyến container nó sẽ là dời đi vào con đường đó và đi được vào đường cao tốc với Đức Long Thành. Và một cái điều đặc biệt nữa là một số cái cảng biển, cảng sông, mình xin lỗi là cảng sông, nó sẽ được dời từ cảng ở những cái cảng ở quận 7 sẽ dời xuống cảng của Hiệp Phước và cảng Long An, nên đó cái lưu lượng mà xe hơi nè, rồi lưu lượng xe container và những cái tàu thuyền họ sẽ đi bằng đường thủy và họ hạn chế thông qua Nhà Bè, như vậy sẽ giúp Nhà Bè là hạn chế kẹt xe gì ạ, và cư dân
đi lại sinh hoạt rất là dễ dàng. Rất là nhiều cái tiềm năng để phát triển, để đưa cái shop house của GS Nhà Bè phát triển lên một cái tầm cao mới. Thì chị Vy có thể là đưa ra những cái case để cho quý anh chị chọn lựa cái shop house GS Nhà Bè là một cái tâm điểm đầu tư và là ăn chắc mặt bền trong cái thời gian sắp tới. Chị Vy phân tích cho mọi người. Thì tại giờ thì mình đang thấy là ví dụ như với mặt cái gọi là một cái tư duy là mình đầu tư theo kiểu là mình an toàn á, thì mình nên lựa chọn cái sự dự án GE Nhà Bè, bởi vì thứ nhất là nó là một cái khu đô thị, nó phát triển ở trong một cái khu đô thị ở đó đã có dân số sẵn rồi, tức là nó đã có một cái nhu cầu về đó sinh sống, đó là một cái bền vững nhất nè. Thứ hai nữa là một cái vị trí kết nối của nó cực kỳ là tốt, tại vì nó nằm ở giữa những cái khu đô thị và những cái dự án mà đã có người ở, những dự án nổi tiếng, và cái con đường Nguyễn Huệ là cái con đường tâm điểm của Phú Nam, kết nối trực tiếp với Phú Mỹ Hưng và khu cảng Hiệp Phước. Thì ngoài ra thì cái thứ ba nữa là cái giá ở đây so với cái mặt bằng chung ở xung quanh thì còn rất là tốt. Thêm nữa là cái thứ tư nữa là cái vấn đề là về pháp lý của dự án, thì bây giờ thì đối với mọi người rất là an toàn. Thời điểm trước á, khi mà mở bán á, thì cái GS của mình á cũng rất là gọi là sôi nổi trong cái việc mua đi bán lại, nhưng mà lúc đó thì chưa an toàn, bởi vì cái quy định của chủ đầu tư là mình phải ra hợp đồng mua bán, đúng rồi, 30% ra hợp đồng mua bán thì mới được sang tên chính thức. Thì hiện tại bây giờ là đi đến giai đoạn là sang tên chính thức rồi. Khá an toàn chị ha. Những cái gọi là để tìm hiểu và phân tích là để chọn lựa cái shop house của GS Nhà Bè thì Phương Sửu và Thùy Vy đã phân tích đầy đủ cho khách hàng rồi. Thì quý anh chị hãy chọn lựa ngay đi những cái vị trí mà shop house của GS Nhà Bè đang bán ra, và chọn cho mình một cái cơ hội đầu tư và an cư lạc nghiệp. Để có cái thông tin đầy đủ về dự án thì liên hệ với hotline ở bên dưới. Phước Sửu và Thùy Vy sẽ là cung cấp đầy đủ cho quý anh chị cái thông tin để quý anh chị có thể là chọn lựa được cái căn hộ ý muốn của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở nhiều video sau.